Xin chào cả nhà nghe. Nay theo bà nội thấy đậu ốc. Được nhiều không mẹ? Ba không nhiều, mới nhà cái hái. Còn bên kia chị hái. Mới bên đây có hái. Dạ. Có mấy cây quá trời trái luôn ha. Sáng thấy mẹ hái một bịch rồi. Ủa bông quá trời đẹp luôn. Quá trời vườn bông của mẹ ở đây trổ quá, bát ngát luôn. Hôm nay trổ rộ luôn rồi mẹ. Có trái nè mẹ ơi, có trái có hộp rồi nè. Dạ. Khi nào già mình lấy hộp đi mẹ. Anh ơi, đừng có kẹo em nghe. Dì Gan hái được mấy trái rồi mẹ? Vậy hả? Hôm qua sáng con thấy mẹ hái mà phải không? Không, hái qua. Hôm qua có một trái bự à. Trồng có nhiều mà dạ, ăn không hết luôn à. Dưa dưa mẹ mới có một trái một mà muốn héo hết trơn. Muốn tàn hết rồi. Giờ không hái cái sáng nó già không ngon. Dạ. Ngày nào cũng phải hái. Ở đây có một trái nữa nè mẹ. Nhỏ xíu về chứ mai dạ. Nó già. Đây có một trái nữa nè mẹ. Quá hay sót đó. Vậy là mai nó già nè. Đó là dòng dạ, hái này chắc cũng được hơn nửa ký luôn á. Cái này nè, giờ không hái mai già nè. Đúng rồi. Ở dưới nó cũng có một trái nữa kìa. Tay nữa nè, hái nè. Dạ, hái sót. Già nữa. Già khù. Già khù rồi. Sót cái nó già khù rồi, để cho già luôn. Nhưng hôm qua nắng quá chừng luôn. Hôm nay cái âm u. Sáng cái mưa ngon lành. Cô Hai hả? Cô Hai, xin Hà nói chuyện cô Hai. Để con lên bờ giữ thằng Hà, để ra bờ, ra đường. Bạn hả thấy không? Học chung con hả? Học chung lớp luôn. Học chung lớp trên trường hả? Nhà con ở đâu? Dạ, nhà con tên gì? Con tên gì? Con tên Thiện Nhân hả? Thiện Nhân kìa. Thiện Nhân, anh, con kêu bằng anh. Xin Hà kêu anh đi. Con chạy xe đi chơi hả Thiện Nhân? Có học võ không? Hà xuống đây nhà con. Ở đâu? Ở đây con gì kêu đó? Con bé. Ớt hả? Con bé nằm thế này. Ớt nó kêu. Ở đâu hả? Nè 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 nè. Nó kêu nè. Thấy không? Thấy không? Đó. Qua chị bữa hôm qua
Mày mới hái cho thằng Bảo, còn cái bữa hôm qua cho chú Bảy Lam, còn bữa hôm kia kho ăn, không có cho Sơn Cang nữa. Em cho chị Hương đó hả? Mày hái cho chị Hương đó hả? Chị Hương. Ngon lắm á. Ở luộc chấm chao ngon lắm á chị Hương. Luộc chấm chao. Ủa chị tôi với lại xịn đâu bạn thấy? Ủa gì bà ngồi dậy được rồi hả chị? Hôm bữa thấy nằm. Chị mừng quá ha. Ôi hái cà cho cô hai cà Hương. Không nhận rồi. Nhận rồi Hương ơi. Thôi ngồi dưới đường không ta? Ngồi dưới đường không? Sáng Hà hát bài sinh nhật đi. Rồi tạm biệt bà cô chú đi. Thế hả? Không, tạm biệt bà cô chú đi con. Tạm biệt ở ngoài cây chốt. Thế hả? Bye bye bà cô chú.